Cô chào các em. Hôm nay chúng ta đến với bài học về các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông. Trước hết, cô sẽ cùng với các em ôn lại về các trường hợp bằng nhau của tam giác. Chúng ta đến với trường hợp thứ nhất, cạnh cạnh cạnh. Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia, thì hai tam giác đó bằng nhau. Chúng ta sang trường hợp thứ hai, cạnh góc cạnh. Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia, thì hai tam giác đó bằng nhau. Trường hợp thứ ba, góc cạnh góc. Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề của tam giác kia, thì hai tam giác đó bằng nhau. Bây giờ chúng ta cùng đến với các trường hợp bằng nhau đã biết của tam giác vuông. Trường hợp thứ nhất, cạnh góc cạnh. Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia, thì hai tam giác vuông đó bằng nhau. Chúng ta quan sát tam giác ABC và tam giác MNB. Có góc BAC bằng góc MNB bằng 90 độ. Hai cạnh góc vuông AB bằng cạnh MN, cạnh AC bằng cạnh MB. Vậy suy ra, chúng ta có được tam giác vuông ABC bằng tam giác vuông MNB theo trường hợp cạnh góc cạnh. Trường hợp thứ hai, góc cạnh góc. Nếu một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông này bằng một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông kia, thì hai tam giác vuông đó bằng nhau. Các em cùng quan sát tam giác ABC và tam giác MDB. Tam giác ABC vuông tại A, tam giác MNB vuông tại M. Có cạnh góc vuông AC bằng cạnh góc vuông MB. Góc kề với cạnh AC là góc C, bằng góc kề với cạnh MB là góc B. Vậy suy ra được tam giác ABC bằng tam giác MNB theo trường hợp góc cạnh góc. Nếu ta có cạnh AB bằng cạnh MN, thì góc kề với cạnh AB sẽ là góc B. Góc kề với lại cạnh MN sẽ là góc N. Khi B bằng góc N thì ta có hai tam giác vuông bằng nhau. Chúng ta đến với trường hợp thứ ba, cạnh huyền góc nhọn. Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia, thì hai tam giác vuông đó bằng nhau. Các em quan sát tam giác ABC vuông tại A và tam giác MNB vuông tại M. Có cạnh huyền BC bằng cạnh huyền NP. Góc nhọn góc B bằng góc N. Ở đây chúng ta có thể thay thế là góc C bằng góc B. Thì suy ra tam giác ABC bằng tam giác MNB theo trường hợp cạnh huyền góc nhọn. Vận dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông đã biết, các em cùng với cô làm bài tập sau. Trên hình sau có tam giác vuông nào bằng nhau? Vì sao? Chúng ta đến với hình thứ nhất. Quan sát hình thứ nhất. Xét tam giác AHB và tam giác AHC. Các em tìm xem trong hai tam giác này có những yếu tố nào bằng nhau. Chúng ta dễ dàng thấy được, trong tam giác AHB và tam giác AHC có góc AHB bằng góc AHC bằng 90 độ. AH là cạnh chung, HB bằng HC. Vậy suy ra, tam giác AHB bằng tam giác AHC theo trường hợp cạnh.
ta đến với hình thứ hai. Quan sát tam giác DKE và DKF. Các em thử tìm xem coi có các yếu tố nào bằng nhau. Xét tam giác DKE và DKF, chúng ta thấy có góc DKE bằng góc DKF bằng 90 độ. DK là cạnh chung. Góc EDK bằng góc FDK. Từ đây chúng ta suy ra được tam giác DEK bằng tam giác DFK theo trường hợp góc cạnh góc. Chúng ta cùng đến với hình thứ ba. Quan sát tam giác OMI và tam giác ONI. Các em tìm các yếu tố bằng nhau. Xét tam giác OMI và tam giác ONI. Có góc OMI bằng góc ONI bằng 90 độ. OI là cạnh chung. Góc MOI bằng góc NOI. Từ đây chúng ta suy ra được tam giác OMI bằng tam giác ONI theo trường hợp cạnh huyền góc nhọn. Trong phần 2, cô sẽ giới thiệu cho các em về trường hợp bằng nhau cạnh huyền và cạnh góc vuông. Nội dung phần định lý này như sau. Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia, thì hai tam giác vuông đó bằng nhau. Quan sát hình, cô có tam giác ABC vuông tại A, tam giác DEF vuông tại D. Có cạnh huyền BC bằng cạnh huyền EF, cạnh góc vuông AC bằng cạnh góc vuông DF. Ở đây chúng ta có thể thay thế là cạnh góc vuông AB bằng cạnh góc vuông DE cũng được. Thì cô kết luận tam giác ABC bằng tam giác DEF theo trường hợp cạnh huyền cạnh góc vuông. Sau đây là phần chứng minh định lý trường hợp bằng nhau cạnh huyền và cạnh góc vuông của tam giác vuông. Phần chứng minh này trong sách giáo khoa đã chứng minh rất kỹ. Các em có thể về nhà tham khảo thêm. Bây giờ chúng ta cùng nhau tổng hợp lại các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông. Vậy để chứng minh hai tam giác vuông bằng nhau, chúng ta có các trường hợp sau. Chúng ta có thể sử dụng trường hợp cạnh góc cạnh, góc cạnh góc, hoặc cạnh huyền góc nhọn, hoặc cạnh huyền và cạnh góc vuông của tam giác vuông. Vận dụng các trường hợp đã biết của tam giác vuông, các em cùng với cô làm bài tập sau. Cho tam giác ABC cân tại A, kẻ AH vuông góc BC tại H, chứng minh tam giác AHB bằng tam giác AHC, giải bằng hai cách. Chúng ta cùng đi đến cách chứng minh thứ nhất. Các em quan sát cho cô tam giác AHB và tam giác AHC, xem coi có các yếu tố nào bằng nhau. Xét tam giác AHB và tam giác AHC. Chúng ta thấy có góc AHB bằng góc AHC bằng 90 độ. AH là cạnh chung. Cạnh AB bằng cạnh AC do tam giác ABC cân tại A. Vậy chúng ta kết luận tam giác ABH bằng tam giác ACH theo trường hợp cạnh huyền cạnh góc vuông. Chúng ta cùng đến với cách chứng minh thứ hai. Các em cùng quan sát tam giác AHB và tam giác AHC có yếu tố nào bằng nhau. Xét tam giác AHB và tam giác AHC, chúng ta thấy có góc AHB bằng góc AHC bằng 90 độ. Cạnh AB bằng cạnh AC do tam giác ABC cân tại A. Góc ABH bằng góc ACH do tam giác ABC cân tại A. Từ đây chúng ta kết luận
Tam giác ABH bằng tam giác ACH theo trường hợp cạnh huyền góc nhọn. Các em cùng đến với bài tập sau. Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AH vuông góc với BC tại H. Câu A. Chứng minh HB bằng HC. Câu B. Chứng minh góc BAH bằng góc CAH. Câu C. Kẻ HE vuông góc với AB tại E. HF vuông góc với AC tại F. Chứng minh HE bằng HF. Các em quan sát phần hướng dẫn. Để chứng minh HB bằng HC, chúng ta sẽ liên hệ đến kiến thức gì? Chúng ta sẽ chứng minh hai tam giác chứa hai cạnh HB và HC bằng nhau bằng cách xét tam giác AHB và tam giác AHC. Tam giác AHB và tam giác AHC vuông tại H có cạnh huyền AB bằng cạnh huyền AC. AH là cạnh chung và chúng ta suy ra được tam giác ABH bằng tam giác ACH theo trường hợp cạnh huyền cạnh góc vuông. Từ đây chúng ta sẽ suy ra được cạnh HB bằng cạnh HC. Ở đây để chứng minh tam giác ABH bằng tam giác ACH, các em có thể sử dụng trường hợp cạnh huyền góc nhọn với góc B bằng góc C. Chúng ta đến câu thứ hai. Chứng minh góc BAH bằng góc CAH. Để chứng minh góc BAH bằng góc CAH, chúng ta sẽ sử dụng kiến thức gì? Các em sẽ tìm tam giác có chứa hai góc bằng nhau, đó là tam giác BAH và tam giác CAH. Và chúng ta đã chứng minh hai tam giác này ở trên. Chúng ta đến với câu C, chứng minh HE bằng HF. Để chứng minh HE bằng HF, các em sẽ làm như thế nào? Ở đây chúng ta sẽ chứng minh tam giác AEH bằng tam giác AFH. Quan sát tam giác AEH và tam giác AFH, các em thấy có các yếu tố nào bằng nhau? Ta có góc AEH bằng góc AFH bằng 90 độ. AH là cạnh chung. Góc EAH bằng góc FAH do tam giác ABH bằng tam giác ACH chứng minh ở câu A. Và từ đây chúng ta suy ra được tam giác AEH bằng tam giác AFH theo trường hợp cạnh huyền góc nhọn và suy ra HE bằng HF. Vậy để chứng minh HE bằng HF, chúng ta còn cách nào khác? Câu C, chứng minh HE bằng HF. Chúng ta chứng minh tam giác BEH bằng tam giác CFH. Quan sát tam giác BEH và CFH có các yếu tố nào bằng nhau? Ta thấy tam giác BEH vuông tại E, tam giác CFH vuông tại F, có cạnh huyền HB bằng cạnh huyền HC, do chứng minh ở câu A. Góc B bằng góc C, do tam giác ABC cân tại A. Vậy từ đây chúng ta suy ra tam giác BEH bằng tam giác CFH theo trường hợp cạnh huyền góc nhọn và suy ra được HE bằng HF. Các em cùng cô làm bài tập sau. Cho tam giác DHE vuông tại H. Trên tia đối tia HE lấy điểm F sao cho HE bằng HF. Câu A.
Chứng minh tam giác DEF cân. Câu B. Qua F, kẻ đường thẳng vuông góc với EF. Đường này cắt đường thẳng DE tại K. Kẻ DN vuông góc với FK tại N. Chứng minh EF bằng 2 lần DN. Các em vẽ hình này vào trong tập và cùng quan sát phần hướng dẫn. Các em dự đoán được tam giác DEF cân tại đâu hay không? Tam giác DEF này cân tại D. Vậy để chứng minh tam giác DEF cân tại D, chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta có thể chứng minh cạnh DE bằng cạnh DF hoặc góc E bằng góc F. Và để chứng minh DE bằng DF, chúng ta liên hệ đến kiến thức nào? Chúng ta có thể sử dụng tam giác bằng nhau là tam giác DHE bằng tam giác DHF. Các em cùng đến với phần hướng dẫn câu B. Các em ghi phần hướng dẫn này rồi về nhà tự làm nha. Vậy là chúng ta đã học được các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông. Về nhà các em xem lại các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông, vẽ hình và làm lại bài tập số 1 và số 2 vào trong tập. Cảm ơn các em đã theo dõi và chúc các em học thật tốt.